Rồi, chào các bạn. Hiện tại là khoảng 5 giờ chiều ngày 12 tháng 7 năm 2021, tức là ngày thứ tư giãn cách xã hội toàn thành phố Sài Gòn. Hẻm 690 Nguyễn Duy, quận 8 đang cúp điện. Ác ghê chưa? Cũng may là còn có nước á, chứ là cúp điện rồi. Cúp điện nãy giờ cũng khoảng độ 20 phút vậy đó. Rồi bà con ra ngoài đây ngồi luôn. Ngoài đây em cúp điện luôn Quy. Trong hẻm cúp, ngoài đây cúp luôn nè. Trời ơi, nhà ở Sài Gòn như cái lỗ mũi á, cái hộp không nóng chết cha. Cúp điện mùa dịch. À, mình đang trên đường đi siêu thị để mua một số loại rau củ quả với ăn trứng chiên, ăn ba cái thịt cá riết cũng ngán mà lại thiếu rau. Bây giờ mà hàng rau lại quý. Đây là trên đường Cao Xuân Dục, quận 8. Đó, cúp điện cái bà con rủ nhau ra ngoài đường ngồi hết. Bên đây cúp điện luôn tơi. À, có mát tuổi Lý Vương. Hôm qua em đi ngồi là đợi bao nhiêu phút mới vô được siêu thị? Hơn nửa tiếng. Hơn nửa tiếng hả? Đúng rồi, bên hướng bên kia Tùng Hiền Dương chưa có điện mày ơi. Đây Tùng Thiện Vương. Bên phía tay trái phường 12, bên phía tay phải là phường 13. Đi thẳng luôn là cầu Nhị Thiên Đường. Bên mình sẽ quẹo phải về Tuy Lý Vương đi siêu thị ha. Ê, cái khúc phường 12 này có điện kìa. Có mấy nhà có điện á. À. Cái này á sợ là nó nằm ở đường dây ở bên đây. À, nó bắt đường dây của phường 13 qua. Đây siêu thị Co.opmart. Rồi. Sao mà xe đậu xe dữ vậy ta? Rồi phải vô phải chờ hả? Khai báo y tế xong ngồi chờ. Đã 15 phút ngồi đợi. Rồi, Huy đang đẩy xe các bạn ở trong siêu thị ha. Và bây giờ chúng ta thấy là ở đây chủ yếu chỉ còn lại dưa leo nè, cà chua nè, khoai lang tây nè, củ dền nè. Bên góc bên đây nữa thì chúng ta sẽ thấy có xà lách. Một chút xíu xà lách thôi. Với lại củ cải đường. Còn lại các loại rau củ khác gần như không thấy các bạn. Cải thảo, cải dài, là cải ngọt hay là cải bẹ xanh gì đó không hề thấy. Cháy sạch luôn.
Bây giờ chúng ta nhìn qua cái dãy hàng trái cây nè. Ở đây bây giờ chỉ còn có bưởi da xanh, rồi bơ, táo, nho, rồi chanh dây, chỉ có vậy thôi. Không hề có chuối, xoài, măng cụt, chôm chôm, trái vải, hay là dừa, hay là sa bô chê. Nói chung đơn giản về con bưởi da xanh thôi đó. Mình có thể là mình sẽ mua nho. Thèm nải chuối rất là nhiều nhưng mà không có thấy hàng luôn. Mình quan sát thì thấy các mặt hàng đông lạnh nè, rồi các loại sữa chua nè, các loại sữa nè, còn rất rất nhiều. Nói chung là hàng đông lạnh là tha hồ mà chọn. Ở đây mình nghĩ là mình sẽ mua một số hộp sữa chua Vinamilk, tăng cường sức đề kháng trong cái mùa dịch corona này. Ở đây còn lại một số cà tím các bạn. Mình nghĩ mình sẽ mua một số để về làm cái món cà tím nướng á, nướng trên than á, rồi ăn với mỡ hành. Ở đây chỉ còn một số là cái gọi là cái cà tím ngon thôi, còn lại nó bị sượng hết rồi. Và qua đây chúng ta thấy là một số mặt hàng như là sữa nè, nước ép trái cây nè, nước suối nè, rất rất là nhiều. Dầu ăn cũng nhiều, mì gói nhiều, rồi các loại bánh ngọt cũng rất là nhiều. Nói chung là chỉ thiếu các mặt hàng trái cây, không có đa dạng chủng loại, rồi rau sống, các loại rau, mặt hàng cá. Nãy có đi ngang qua thì thấy được có cá nục với lại cá hường thì nói chung cũng còn tươi, chỉ đơn giản thôi. Còn mặt hàng tôm, cua thì mình không thấy. Và qua đây là gian hàng hoa tươi ha. Ở đây chúng ta thấy là có hoa sống đời nè, hoa cúc nè, hoa ly nè, hoa hồng. Giá cả phải nói là tương đối và có nhiều loại hoa giá mềm. Chẳng hạn như hoa hồng. Hoa hồng thì có giá 23.000 đồng một bó, chỗ đó mua một bó tặng một bó. Nhìn chung là bây giờ là mọi người tập trung cái nguồn lực, nói chung tiền bạc để mua thức ăn, thực phẩm thôi. Cho mình nghĩ là lý do này tại sao mà giá hoa nó hạ xuống mà có khuyến mãi. Bây giờ đi khắp thành phố thì mọi người chỉ tập trung vào mua đồ ăn. Hoa nhìn rất là tươi. Thì mình nghĩ là mình cũng sẽ mua một ít hoa để về trưng trong nhà. Nói chung là làm cho sáng nhà cửa nó có sinh khí chút xíu. Chứ bây giờ mười mấy ngày ở trong nhà nhìn nó rất là buồn. Nếu có thể là sẽ mua một cái chậu hoa hồng mang về trồng luôn. Chỉ mua hoa tươi cắm thì cũng được mấy ngày thôi, lại phải vô siêu thị nữa. Thôi để mua luôn chậu. Ở đây thì một chậu hoa hồng có giá là 110.000 đồng. Ơi, ship hàng đợi, thanh toán tiền. Các bạn, mình đã trở về ha, từ Co.opmart Tỳ Lý Vương, phường 13, quận 8. Bây giờ chúng ta sẽ bung hàng ra nè, xem thêm chúng ta đã mua được những gì. Rồi, nho. Nho để qua một bên. Nho 25 đồng, mấy trăm. Về mặt hàng trái cây á, thì chỉ còn có nho nè, bơm nè, táo nè, bưởi da xanh còn thấy nè, rồi bơ. Có vậy thôi đó. Bây giờ các bạn muốn ăn chuối, ăn xoài, ăn đu đủ, ăn sa bô chê, ăn các loại trái cây khác thì mời các bạn đợi dịp sau. Salad mình mua được 3 bó thì phải. 5 rồi. Ngàn, bó như 5 ngàn mấy, như okay. 6 ngàn. Nho nãy là 25 ngàn đúng không? Nho hộp 25, nó là cân theo số lượng á anh. Ok. 56 ngàn một ký. Đây là nho Ninh Thuận nha các bạn. Mình nghĩ là nho Ninh Thuận. Nho xanh Ninh Thuận. Như vậy là giá cả cũng tương đối là ổn so với cái mặt hàng nho. Rồi bây giờ qua mặt hàng rau thơm thì ở đây chỉ còn lại cái loại là rau, đây là húng lủi. Nó nhiều không? Em có cái số tiền nhiều vậy Quỳnh? 66 ngàn một ký. Nhưng mà cái này chắc định lạng. Mấy ngàn hả? 6.468 đồng. Bây giờ bạn đang muốn ăn rau quế nè, ăn rồi là các loại rau thơm khác như là kinh giới nè. Rồi đợi luôn nha. Đợi qua dịp sau. Ăn bún mọc.
đi ra chỗ khác mua. Bây giờ mặt hàng rau rất rất là quý luôn, thực sự. Đó, không lỗi, không lỗi. Không lỗi, không lỗi. Cái này mua phải làm gì không? Để lát ăn cà ri á. Biết lắm, cà ri là phải. May mắn chỉ còn đúng không lỗi thôi á, trong chợ trong cái siêu thị không có giá, không có hạ luôn nha. Đúng rồi. Mấy người kia giật hết rồi. Có thể là buổi sáng có hay sao đó, buổi chiều rồi không thấy. Cà tím hồi nãy mình lựa ra chỉ cuối cùng chỉ được có hai trái thôi, hai trái là vẫn có thể ăn được. Ồ, cà tím kẻ nè, 19.000 đồng một ký. 19.000 đồng một ký, thì bình thường nó khoảng độ 15.000 ký như nhiêu. Không chứ, bây giờ dịch là nó lên hả, 50.000 một ký đó. Ok, hai trái cà tím vẫn còn ăn được, ok, good. Có đây chậm vô làm món cà tím nướng mỡ hành. Rồi, kế bên là cà chua. Cà chua. Đây, cà chua. Để coi cà chua thế nào. Nói chung là cà chua dưa leo thì có hàng. Còn mắt các mặt hàng như là cải xanh nè, cải thảo nè, cải ngọt nè, rau dền nè, rồi món gì nó quên này, cải bó xôi nè, không hề có nha, trong siêu thị chiều nay không hề có cà chua. Ok, cái món ra nó dễ ăn là người ta. Ừ, cái này là 29.500 đồng một ký. 29.500 đồng một ký cà chua, cái này gần một ký nè. Ok, rồi cho cà chua qua luôn. Đó, cà chua qua. Trái này đỏ là dễ hương. Ok. Đó, cà chua. Đấy, mới đi với Quy về. Đây, dưa leo. Dưa leo. Dưa leo thì nhiều, nãy dưa leo mà dưa leo nhiều. Dưa leo 29.500 đồng một ký luôn, bằng giá cà chua. Bung nó ra luôn. Ủa gì dưa leo vậy, mắc hay mắc rẻ ta? Bình thường dưa leo nó đâu tới 30.000 hả? Sáng dưa leo khoảng mười mấy, 20. 20.000 ký. Bữa nay khoảng độ 30.000. Nhưng mà dưa leo này ngon hơn ngoài chợ. Đúng. Sáng dưa leo ngoài chợ bao nhiêu? 50.000. Dưa leo ngoài chợ sáng 50.000 hả? Chợ truyền thống hả? Bán là bán mì á, mua 50.000 ký. Có nghĩa hiện tại các bạn để ý là trong siêu thị thì mặt ngoài hàng nó tương đối là bình ổn giá, còn bên ngoài là coi như là nó kêu giá tùm lum hết á. Dưa leo xanh đẹp nè. Đây, cái này 29.500, dù sao cũng đã cao hơn giá bình thường rồi. Giá mùa dịch thì bình ổn. Ừ, gọi là bình ổn đi. Nhưng mà người nào mà không có việc làm là không có thu nhập là ói móc chết luôn. Dưa leo tươi. Bí mua được 3 trái. Cái này bí hay bầu ta? Bí. Trong siêu thị không có bầu, cũng không có bí đỏ luôn. Còn 3 trái. Nhưng mà củ khoai lang tây với củ dền thì như thấy củ dền. 23.000 một ký. 23.000 đồng ký. Ok. Bí đào. Bí đào dùng nấu tôm khô. Hồi nãy quên đâu thấy tôm khô hả? Không có tôm khô. Tôm khô thì chắc là kia. Bí này hồi nãy là cũng còn luôn 3 trái. Đúng, bí còn đúng 3 trái là gom hết hàng luôn á. Đào. Rồi khoan, cái mặt hàng nó qua đây Quỳnh. Cái đó không phải trong siêu thị. Nó sẽ nói chuyện sau. Bánh này là của gọi cứ của bánh đi. Tiếp đi. Bánh về mặt hàng bánh trái á, trong siêu thị mặt hàng khô rất là nhiều. Dầu nè, rồi mì gói nè, gạo nè, nói chung bánh trái ba cái hàng này rất là nhiều. Mình thấy thiếu nhiều nhất chính là các loại rau xanh. Nãy trong siêu thị mình có thấy luôn cái cá bạc má, cá nục với lại cá thừa, tuy nhiên là nó có máu á. Nói chung có máu là mình không có quay. Nói chung là hàng cá buổi chiều vẫn thấy. Hàng thịt heo cũng có và hàng gà cũng có. Nói chung là mấy cái món gà, cá thì có mấy chủng loại, cá biển, bơ. Thịt heo có. Bơ 36.500 đồng một ký, tương đương 37.000. Ừ. Thì ở đây chưa có bơ thôi. Nãy là bơ, giờ là bưởi da xanh. Có bơ là hơn đó anh. Cái cây này kiếm không bạn có. Bạn nào muốn ăn sầu riêng mời ra Nguyễn Chi Phương. Không biết có bán không hay nó dẹp bà nó rồi. Chắc dẹp hết rồi. Không có đâu. Cái đó là của Hoàng Huy với Quỳnh nó mua. Oreo là chocobay là Oreo. Rồi ok qua. Nói chung ba cái mặt hàng bánh kẹo nhiều lắm. Mặt hàng bánh kẹo nhiều lắm, không quan tâm. Chỉ có là khó là ai ăn ba cái rau sống là hơi khó thôi, thực sự. Trái cây cũng hơi khó. Rồi. Hoa hồng này, mặt hàng hoa trong siêu thị hiện tại cũng rất là ok. Đây là một cái chậu hoa này có giá 110.000 đồng. Còn hoa hồng mà khoảng độ 6 cành á là bán có như 23.000 thôi. Đúng rồi. 23.000 đồng tặng thêm 6 cành nữa là 12 cành là có 23.000 đồng thôi. Hiện tại mặt hàng hoa là giá rất bởi vì không có ai có tiền ở đây sao ta? Tiền để ăn thôi chứ không có tiền để mua hoa. Rồi ok. Mình thấy cái chậu này đẹp quá, mua về trưng cho như sáng nhà sáng cửa. Ok. Rồi. Tại cái cây này còn sống. Rồi tiếp, đây sữa chua. Nói chung là mặt hàng sữa chua rồi mặt hàng cái gì quên rồi.
các mặt hàng sữa rất là nhiều, bánh kẹo nhiều lắm, không có lo. Vinamilk. Vinamilk. Rồi. Có được. Có được. Đã đây bún lóc. Rồi bún lóc. Rồi ok. Rồi bây giờ các bạn kéo cái này qua nào, bây giờ nè, đó. Có một điều rất buồn cười ở chỗ là siêu thị không có cải bẹ xanh như bên ngoài có. Mình mua gần nhà thôi. Mà 1kg cải bẹ xanh hiện tại có giá 40.000 đồng. Rau quế một cụm như thế đó được mấy cây 5.000 đồng. Chứ còn bình thường là 50.000 đồng mà rau thơm là anh chết bà luôn. Bữa nay là 5.000 đồng là coi như là nó là mua 5.000 đồng đó. Còn thì rau quế cà ri mà. Còn cái cải bẹ xanh các bạn thấy nè rồi. Bung lên đó 40.000 đồng một ký á. Mà nó héo vậy nè. Nó không được tươi. Ừ, nó héo rồi đó. Đó, giờ đó. Mình hồi nãy mình chạy ngang thì thấy ở bên ngoài á có một số gia đình á là họ để những cái dạng như là rau này nè, rau cải bẹ xanh nè, cải ngọt nè, thì họ bán bên ngoài vẫn có mà trong siêu thị lại không thấy. Mình nói là buổi chiều nha, chiều nay mình đi á. Đó, đó là tình hình của đi siêu thị ở Tuy Lý Dương, Cột Mắt. Nói chung hồi nãy mình ngồi mình đợi là 15 phút, khoảng độ 15 tới 20 phút. Rồi sau đó mình vô thì đi mua hàng thì chiều hôm nay nói chung số lượng người cũng không nhiều lắm. Lúc mà thanh toán tiền thì khoảng độ 10 phút gì đó là thanh toán xong rồi. Cơ bản là tình hình là vẫn ổn. Nói chung là có tiền là sẽ ổn nhất. Ở đâu chứ có tiền là ổn nhất à. Bây giờ là khó là giờ muốn ăn chôm chôm, muốn ăn nhãn, ăn đồ thì nó hơi khó xíu thôi. Đó. Có, nhưng mà mình phải chạy qua bên chợ lớn phải. Nhưng bây giờ không có giấy thông hành. Mình không có giấy thông hành nhưng mà mình chạy hên xui đó. Chạy hên xui á, tại hiện tại các bạn không từ quận này qua quận khác có giấy thông hành. Mấy người ở ngoài bị phạt 2 triệu quá trời. Tức là quận này qua quận khác không có lý do sẽ bị phạt. Hôm qua em cũng đi là ra ngoài cái cấp mát á, nhìn vào bên đường có hai người kia mà nắm tay đi ở trên làn vỉa hè anh. Công an phường mới vô nó hỏi luôn. Gì hả? Bắt có luôn. Thế hai đứa đó đang đi cặp bồ. Ai biết mày rảnh quá à. Kiểu như là ra đường nó có lý do. Ra đường mà ta là tản bộ vậy là đi hai người không được. Ok. Rồi bây giờ tháo cái rau xanh ra đi chụp hình nữa. Chụp cái hình rau xanh. Rau xanh rất là quý. Quý như vàng. Nói chung là bây giờ là bên ngoài chợ truyền thống hay là những cái nhà họ bán họ sẽ nâng giá rất cao. Xét về mặt chính sách về cách vận chuyển hàng hóa mình nghĩ là cần phải làm mạnh tay hơn nữa. Bình ổn được cái giá bên ngoài. Thứ hai là cách mình phân phối hàng hóa. Hôm nay là coi như là chúng ta thấy được cái siêu thị ở quận 8 như thế nào ha. Không có nhò cũng đỡ lắm mà ăn về được rồi. Ok quý anh. Chúng ta cùng nghe giá cả ha, cụ thể. Quỳnh đọc Quỳnh. Dưa leo 36.000 bịch thứ nhất. Cà tím 10.000. Dưa leo bịch thứ hai 30.000. Bí đao 22.000 bịch thứ nhất. Ủa, bí đao mình có bịch rồi. Đúng rồi, bí đao có bịch à, dưa leo 2 bịch. Cái húng lưỡi, húng lưỡi không anh? Húng lưỡi. Húng lưỡi. Rau húng lưỡi. Rau húng lưỡi 5.000. Không, rau húng lưỡi một bịch khá là nhiều các bạn nha, ăn đã. Cái gì? Cá lò lò xanh là gì? Cái gì? Gì lò lò xanh? Cái lò này. Là cái gì? Cải gì? Gì làm gì có cải? Cải xà lách. Cải lách. Xà lách. Xà lách nó đập hai lại luôn. Xà lách nhiêu bó? Xà lách 5-6.000, gần 6.000. Ok. Bịch thứ hai cũng 5.500. Bịch thứ ba thì là 5.700. Ok. Nho 29.000 bịch thứ nhất. Nho. Nho có 3 hộp á. 28.000 hộp thứ hai nè. Cà chua 25 đồng. Nho hộp thứ ba là 25 đồng luôn. 25.000 đó. Rồi. Bò hay bó gì? Bó chứ sao bò được, đâu có bò đây đâu, có mua bò đâu. Ở trong trọng không thấy thịt bò nha. Bơ chứ, bơ chứ. Bơ chứ bò gì? Bơ. Bơ 68.000. Bơ 68.000. Trời ơi, như đó bơ 68.000 rồi tính. Sữa chua. Bốn lốc. Bốn lốc, một lốc 21 đồng. Rồi, 84.000.
Rồi tiếp. Rồi ok, sữa tiếp nữa đi. Hơn. Sữa chua đậu hoa hồng gói 101. Đúng rồi, 110.000 chậu hoa hồng. Kẹo dẻo jelly 14.500. Rồi. Oreo 32.200 đồng. Trời ơi, rồi thôi. Làm sao đâu, tiếp Quỳnh. Rồi tổng cộng hết 543.000. 543.000. Rồi ok. Rồi cảm ơn Quỳnh. Rồi bây giờ chia hàng chia cho ba gia đình đó, đi chợ lần cho ba gia đình luôn. Đây gia đình thứ nhất. Rồi cho đi. 4 dưa leo, dưa leo, 5 cà chua, trái bí đao. 1 salad. 1 nhúng cải bãi xanh. Cái bãi xanh này cũng cho gần nửa ký rồi. Rồi ít rau thơm. Cho cái bịch bịch riêng của cái sữa chua với lại cái nho cho mình nó dập rau. Rồi. Rau gì đó thúi nè. Húng lủi. Húng lủi. Húng hoài. Rau đó húng lủi thơm chết. Thúi. Rồi cho bịch riêng của cái sữa chua với lại thêm cái nho là đủ rồi. Ok. Nho. Một gia đình đó các bạn thấy không? Nho. Đi mua lần mua cho. Ok. Rồi ok. 6 giờ rưỡi tối các bạn. Mang rau củ quả đi về nhà. Hơn ngày Tết, ô con này bị tiệm thuốc bị luôn. Khu vực chợ Sớm Củi, đây cầu Trà Và. 6 giờ rưỡi tối mà cái giống như là khoảng 1-2 giờ đêm đó, ngày xưa nó vắng nó lộ như vậy nè. Nhưng mà sáng này đọc tên là đọc tin đó, là bên Gò Vấp đó, thì lượng người vào giờ cao điểm đi làm rất là đông, đông lắm luôn á, kẹt cả một cây số á. Đây các bạn nhìn xuống đại lộ Võ Văn Kiệt. Đó. À, mới 6 rưỡi. Đó, 6 rưỡi. Đây chụp cái tấm hình của mình. Rồi đi thôi. Xoay một vòng quay lại được quay. Mình lay quay quận 8 rồi đó. Đưa rau củ quả về nhà. Bây giờ là một người đi chợ là mua luôn cho nhiều người, tránh vô siêu thị nhiều lần. Đây khu vực Hải Thượng Lãn ông quận 5 nè. Mình xoay đầu lại. Có cái giống. Ừ, xoay lên lại đi lại cầu Trà Bà. Khúc Hải Thượng Lãn ông bên kia nhìn nó tối như là cái. Đây mới 6:30 tối rồi các bạn. Cái khúc này là đèn đuốc và sáng trưng. Giờ nó vậy. Bán hẹp
cuối rồi. Không biết ngoài kia có bán trái cây không ta? Đi thẳng ra ngoài thử coi. Bữa nay bữa mình mua nải chuối là đi khắp chợ lớn luôn mua có nải à, mà qua 2 ngày rồi nó vẫn còn sượng sống, vẫn chưa ăn được, nó sượng sượng á. Hồi nãy vô siêu thị có bác đi tìm nải chuối, không có nải chuối luôn. Thực sự là ăn chuối để nó dễ đi vệ sinh á, tốt cho đường tiêu hóa, mà tìm hoài không ra, không hiểu tại sao nữa. Chạy thử vô khu vực chợ Sớm Voi ấy. Xá như vậy nè, bầu trời xanh ngăn ngắt luôn. Thấy người vô gia cư thì khổ hay sao vậy? Mình nó có bán có chuối thì mua chuối quỳ rồi. Đây là giáp bên bến xe Chợ Lớn đó các bạn. Xoay vô. Đi về quê không có rồi. Không có một miếng trái cây. Cam không. Cam mua đủ rồi. Đã đi vô khu vực chợ Sớm Voi tìm một nải chuối mà không hề có, không hề có, không hề có. Ở đó mình chỉ thấy có bán nhãn, vẫn còn ít nhãn, chủ yếu là cam và hết rồi. Mòn mỏi đi tìm luôn. Mà trong khi đó nghe nói là cái mặt hàng trái cây hiện tại đang ùn ứ ở miền Tây rất là nhiều, giá rất là rẻ luôn. Trong siêu thị nãy mình đi tìm cũng không có. Rồi cái gần nhà mình cũng không có ăn chuối luôn. Bây giờ muốn ăn chuối chân hoặc là ăn chuối sống là cũng không có hết. Bán chuối không cô? Không có lê à, rồi thôi. Đây là khu vực Nguyễn Xuân Phụng, kế bên chợ Bình Tây. Như vậy mùa dịch năm nay có một kinh nghiệm là nên mua chuối để nhà. Đấy là mua chuối. Xoài cũng không thấy nha. Rồi. Xá Sài Gòn 6:30 tối. Sớm chặn phải không? Ừ. Sớm chặn thì mấy đứa này. Tây Kim Biên. Chưa bao giờ đường xá vắng như hồi này. Rồi đi tìm chuối không có mua được nải chuối. Rồi bây giờ mang rau củ quả về nhà. Thực sự là cần trái cây để ăn cho đỡ ngán. Mỏi mỏi luôn. Ừ. Thôi kệ đi, đi về luôn thôi bây giờ. Sắp tới giờ rồi. Rồi ở đây cũng hết chuối luôn. Siêu thị mini Sacha Food ở trên đường Hải Thượng Lãng Ông cũng không có chuối luôn. Bây giờ táo bón là khó mà có chuối đu đủ nha. Không thấy đu đủ luôn, đúng rồi, hồi chiều cũng thấy đu đủ luôn.
vô trong cây núi Dương á thì nó có đu đủ. Vậy hả? Về về hồi sáng này đọc bình luận ở trên một số trang báo còn nhiều người đặt hàng online các bạn, đặt hàng online mà 2 ngày hàng vẫn chưa tới. Nói chung hiện tại là nhân lực không có đủ, thì làm sao mà có đủ cái lực lượng mà là giao hàng online, ý mình nói là từ các siêu thị á, chăm hàng liên tục luôn, tự nhiên là những cái kệ hàng vẫn cháy hàng. Nói chung là học từ trong kinh nghiệm thôi. Hôm nay giá xăng dầu tăng nữa. Nói chung là giá xăng dầu tăng thì chắc chắn là sẽ kéo thì các mặt hàng khác còn tăng thêm nữa, mà trong khi thu nhập mùa này là thua. Và đây các bạn, phải nói là có được chút xíu rau húng lủi ha. Khoai lang thì mua 25.000 đồng một ký, mua bên ngoài. Rồi có được chút xíu giá và rau quế. Đó, nấu nồi cà ri vịt. Vịt thì mua từ chỗ siêu thị Sang Hà. Nói chung là có ship hàng đợi mua. Riêng cái nước cốt dừa là thua các bạn nha. Nước cốt dừa là mình mua từ trong siêu thị, là mua cái dạng như mua dạng hộp á. Nước dạo nó không được nguyên chất như nước dừa mình. Nói chung là bây giờ là không có mua được dừa nào hoặc là nước cốt dừa bên ngoài, mình chờ truyền thống, phải vô siêu thị mua thành dạng hộp thôi. Múc lên đâu Quỳnh? Đây là vịt. Múc lên rồi Quỳnh lên. Thơm lắm luôn á. Đây cho cái gì vô luôn đi Quỳnh, cái phần khoai lang mà vô lại luôn đi. Bể hả? Ok. Rồi đây là tình hình của ngày giãn cách xã hội thứ tư. Mình chuẩn bị ăn cơm thôi. Đấy còn 11 ngày nữa. Dù sao cũng có cà ri ăn là mừng lắm rồi. Thơm quá là thơm. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kế tiếp.
tô cơm cà ri vịt. Bây giờ muốn ăn bún cũng rất là khó nha, còn có bún đâu, ý là bún mà bún tươi á, trừ phi là vô trong siêu thị mua cộng bún về luộc lại.